Cô mến chào tất cả các bạn học sinh trường phổ thông trung học Phạm Văn Đồng. Chúng ta đến với một cái cuộc thi về khoa học kỹ thuật ở cấp trường và sau đó chúng ta chọn dự án để thi cấp tỉnh. Như vậy thì chúng ta hiểu về cái cuộc thi khoa học kỹ thuật là gì? Nó sẽ có hơn 20 cái lĩnh vực các bạn có thể tìm hiểu trong nội dung cô truyền tải trên video. Và báo cáo cô cũng đã ghim dưới đường link mô tả, nên chúng ta cũng có thể là tham khảo báo cáo. Như vậy giờ quan trọng nhất là chúng ta sẽ có ý tưởng. Như vậy thì ý tưởng của chúng ta, ví dụ như là các bạn giúp cho bạn đỡ buồn ngủ trong quá trình học online, hoặc là dùng một cái phần mềm nào đó để kiểm tra học online mà nó có hiệu quả, các bạn không quay cốp được, hoặc là chúng ta sẽ thấy công nghệ bây giờ chúng ta là chữa trị cho bệnh nhân Covid, phát hiện ra bệnh nhân Covid, hoặc là một số công nghệ robot hiện nay. Lĩnh vực dự thi rất là đa dạng. Lĩnh vực số 1 đó là khoa học động vật, như hành vi, tế bào, mối quan hệ giữa tương tác giữa môi trường tự nhiên, gen và di truyền, dinh dưỡng và tăng trưởng sinh lý, hệ thống và tiến hóa. Cái là mảng này là bên sinh học. Rồi khoa học xã hội hành vi là điều dưỡng và phát triển tâm lý nhận thức, tâm lý xã hội và xã hội học. Hóa sinh là hóa phân tích, hóa sinh tổng hợp, hóa sinh y, hóa sinh cấu trúc. Rồi y sinh và khoa học sức khỏe, chẩn đoán điều trị, phát triển và thử nghiệm dược liệu, dịch tễ học, dinh dưỡng, sinh lý và... như là vật liệu y sinh, cơ chế sinh học, thiết bị y sinh, kỹ thuật tế bào và mô sinh tổng hợp, sinh học tế bào và phân tử, sinh lý tế bào, gen, miễn dịch, sinh học phân tử, sinh học thần kinh, hóa học. Và các bạn thấy môn sinh rất là nhiều. Rồi môn hóa học là hóa phân tích, hóa trên máy tính, hóa môi trường, hóa vô cơ, hóa vật liệu, hóa hữu cơ và hóa lý. Ở đây cô thấy có một cái gợi ý như là các bạn dùng một cái phần mềm giả lập để thực hiện cái thí nghiệm, cái phòng thí nghiệm hóa chẳng hạn. Rồi sinh học trên máy tính và sinh học trên tinh kỹ thuật y sinh dược lý trên máy tính, sinh học mô hình trên máy tính, tiến hóa sinh học trên máy tính, khoa học thần kinh trên máy tính, gen và khoa học trái đất và môi trường, như khí quyển, khí hậu, ảnh hưởng của môi trường, liên hệ sinh thái, địa chất và nước. Hệ thống nhúng
như là kỹ thuật mạch, vi điều khiển, giao tiếp và dữ liệu, quang học cảm biến, gia công tín hiệu, năng lượng hóa như là nhiên liệu thay thế, năng lượng hóa thạch, phát triển nhiên liệu và sinh học và pin, vật liệu năng lượng mặt trời, năng lượng vật lý như là năng lượng thủy điện, năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, năng lượng nhiệt và năng lượng gió. Ví dụ như là đơn giản các bạn tạo ra một cái thiết bị để lấy sử dụng năng lượng mặt trời, hoặc là sử dụng năng lượng gió, hoặc là năng lượng nhiệt. Ví dụ như năng lượng nhiệt này là hồi xưa cô có một cái sản phẩm, đó là các bạn thấy là cái nước nóng, cái bình nước nóng nó có một cái ống xả nước nóng ra. Nếu mà chúng ta không tận dụng nó thì chúng ta cũng sẽ bỏ đi. Như vậy thì tận dụng cái nước nóng đó để chúng ta chế tạo ra điện chẳng hạn. Rồi kỹ thuật cơ khí như kỹ thuật hàng không và vũ trụ, kỹ thuật dân dụng cơ khí trên máy tính, lý thuyết điều khiển hệ thống vận tải mặt đất, kỹ thuật gia công công nghiệp, kỹ thuật cơ khí về hệ thống bán hàng, hệ thống hàng hải. Và cô thấy là cái sáng tạo, cái ý tưởng của mình đó là mình làm đơn giản thôi bạn, là mình phục vụ bản thân mình và mình thấy nó có nhiều cái tiện lợi và mình có thể áp dụng rộng rãi, phục vụ cho bạn mình, rồi phục vụ cho những người thân mình, rồi phục vụ cho cộng đồng, thì đó chính là một cái ý tưởng mà sẽ đạt giải. Kỹ thuật môi trường như là xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học, khai thác đất, kiểm soát ô nhiễm,